Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 216. Thẳng thắn. Mặt trời dần ngả về Tây, Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành đang trở về phủ trên đường. Đại Lương so với Minh Tề có phần cởi mở hơn, hai vợ chồng cùng đi dạo trên phố là chuyện thường tình. Chỉ là vì Tạ Cảnh Hành quá nổi tiếng, hầu như mọi người ở Lũng Nghiệp đều biết hắn, đi đến đâu cũng bị người ta nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Trước đây có tin đồn rằng Duệ Thân Vương Phi và Hòa Thân Vương Điện Hạ bằng mặt không bằng lòng, quan hệ lạnh nhạt. Nhưng bây giờ, hai người họ tay trong tay dạo phố, tin đồn này đúng là tự sụp đổ. Nếu thật sự như lời đồn rằng tình cảm của họ không tốt, làm sao có thể thân mật đi dạo như vậy? Chẳng biết tin đồn này là từ miệng ai mà lan ra. Từ khi đến Lũng Nghiệp, đây là lần đầu tiên Thẩm Diệu có tâm trạng tốt như vậy để đi dạo. Tạ Cảnh Hành rất quen thuộc nơi này, dẫn nàng đi hết chỗ này đến chỗ khác mua đồ. Nàng vốn không phải là người tham lam đồ mới mẻ, nhưng hôm nay lại giống như bị ảnh hưởng bởi La Đàm, mua sắm đủ thứ. Tạ Cảnh Hành và Thẩm Diệu ở phía trước mua, Thiết Y và Tòng Dương ở phía sau trả tiền. Dù vậy, Tạ Cảnh Hành vẫn cảm thấy Thẩm Diệu có chút kỳ quặc, dọc đường đi thỉnh thoảng lại ngờ vực nhìn nàng. Thẩm Diệu lại cảm thấy tâm trạng vô cùng nhẹ nhàng, giống như giấc mộng kia đã giải tỏa hết mọi oán niệm, phẫn nộ và thù hận kiếp trước. Thù hận tất nhiên phải báo, nhưng kiếp này không chỉ có báo thù. Những ngôi sao sáng từng lóe lên trong đêm tối khiến nàng cảm thấy kiếp trước không chỉ toàn điều tồi tệ. Vì thế, kiếp này nàng càng trân trọng. Bây giờ, nàng dũng cảm hơn, kiên định hơn và cũng thẳng thắn hơn. Có thể đối diện với tình cảm của mình một cách chân thành, cũng có thể nhiệt tình ôm lấy cuộc sống mới. Dù sao, nàng hiện tại và nàng của kiếp trước đã là hai người hoàn toàn khác nhau. Với tâm trạng nhẹ nhàng, trên mặt nàng luôn nở nụ cười. Như một đứa trẻ nhìn thấy mọi thứ mới mẻ, nàng vừa đi vừa nói với Tạ Cảnh Hành, Lũng Nghiệp và Định Kinh quả thật không giống nhau. Nghĩ đến Đại Lương các nơi cũng đều có phong cảnh khác biệt. Nếu có một ngày, có thể du lịch danh sơn đại xuyên, ngắm nhìn phong cảnh khắp nơi, thì thật tuyệt. Tạ Cảnh Hành cười nói, vậy có khó gì? Nói dễ làm khó. Thẩm Diệu nói, có lúc thật hâm mộ những người giang hồ, không lo nghĩ, không bị ràng buộc bởi tục sự, sống một cuộc sống đặc sắc. Tạ Cảnh Hành nhìn nàng đăm chiêu. Thẩm Diệu hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Hắn nở nụ cười, nắm chặt tay Thẩm Diệu, nói, chờ khi mọi việc ổn thỏa, ngươi muốn đi đâu, ta sẽ dẫn ngươi đi. Thẩm Diệu cười đáp, đây là ngươi thực hiện tâm nguyện của ta. Tạ Cảnh Hành hơi sững sờ, nghĩ đến trước đó Thẩm Diệu nói về tâm nguyện, trên mặt hắn hiện lên nụ cười không có ý tốt, nói, ngươi hôm nay cứ nhắc đến tâm nguyện, là vì kỳ hạn 2 tháng đã đến, rất muốn. Thẩm Diệu quay đầu đi, ta chẳng nghĩ gì cả. Tòng Dương và Thiết Y đi phía sau, Tòng Dương lúng túng, Thiết Y mặt ngăm đen cũng hiện lên đỏ chót, hai người đều không đành lòng nhìn. Tình cảm của chủ tử tốt là chuyện tốt, nhưng để hai người họ hầu hạ trước mặt như thế, đúng là ngược đãi. Mặt trăng dần lên cao, trên phố ít người, Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành đã đi dạo cả ngày, cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay nàng hiếm khi có hứng thú, Tạ Cảnh Hành liền bồi nàng. Thấy hai người trở về với biểu hiện tự nhiên, Kinh Trập và Cốc Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ Cảnh Hành muốn đi tắm, Thẩm Diệu cũng trở về phòng mình. Kinh Trập đã chuẩn bị nước nóng, nói, phu nhân tắm trước đi, nhà bếp nhỏ cũng đã làm xong cơm nước, đợi lát nữa tắm xong có thể ăn. Hôm nay phu nhân đã mệt rồi. Thẩm Diệu đáp lại, nước tắm rất ấm áp, khiến người ta buồn ngủ. Nàng nằm trong bồn, Cốc Vũ ở bên cạnh hầu hạ, vừa nói, lâu rồi nô tỳ mới thấy phu nhân cười nhiều như vậy. Thẩm Diệu hoan hồn, nàng thường cười, nhưng kiếp trước ở hậu cung lâu rồi, cũng am hiểu sâu đạo lý thua người không thua trận, dù đường phía trước u ám thế nào, tình thế bất lợi ra sao, cũng sẽ theo bản năng mà nở một nụ cười. Kẻ địch thấy ngươi cười, không rõ ngươi đang nghĩ gì, làm kẻ địch lẫn lộn cũng là một cách tốt. Sống lại tới nay, nàng quen với dáng vẻ này, nhưng nụ cười ấy vốn là bản năng, không phải chân tâm. So với nụ cười phát ra từ tâm, sao có thể sánh bằng? đôi mắt nàng cong cong, như đầy thỏa mãn, ấm áp như ngọc, càng thêm phần mị lực, khiến người ta không thể rời mắt. Kinh Trập chú ý tới dây đỏ trên cổ tay Thẩm Diệu. Khi La Đàm đưa dây đỏ, Kinh Trập không biết, nên giờ nhìn thấy, rất tò mò, nói, phu nhân, dây đỏ này là mua ở đầu đường sao? Có chút đặc biệt, nhưng không hợp lắm với xiêm y. Cốc Vũ cũng thấy, cười nói, trước Phổ Đà tự không phải có bán loại dây đỏ này sao? Một miếng đồng 5 sợi dây, nói là cầu duyên. Kinh Trập cười, 5 đoạn nhân duyên mà chỉ đáng 1 miếng đồng, cũng thật là tiện nghi. Nhưng phu nhân không phải không tin những điều này sao? Sao lại mua? Chỉ là nói đi nói lại, nếu bị điện hạ thấy dây này, chắc chắn không cao hứng. Phu nhân đã là thân vương phi, còn cần cầu nhân duyên gì? Kinh Trập tính tình hoạt bát, giờ học theo Tạ Cảnh Hành không thích biểu hiện, chọc cho Thẩm Diệu và Cốc Vũ cười. Cốc Vũ cười mắng, bỡn cợt quỷ, điện hạ cũng là người biết đánh nhau à? Thẩm Diệu khoát tay, đợi lát nữa hãy mang cơm nước đến phòng Tạ Cảnh Hành. Hai người vẫn luôn phân phòng ngủ, Tạ Cảnh Hành có phòng riêng. Kinh Trập ngẩn người, rồi cười, phu nhân muốn cùng điện hạ ăn cơm. Không khỏi vì Thẩm Diệu mà vui mừng. Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành phân phòng ngủ, nha hoàn này đều thấy trong mắt, không biết nên khuyên thế nào. Không ngờ sau lần kiếp nạn này, tình cảm của hai người lại tăng tiến, đúng là nhân họa đắc phúc. Thẩm Diệu nói, dây này rất linh nghiệm. Ồ, Cốc Vũ kinh ngạc nhìn Thẩm Diệu, không hiểu sao nàng lại nói vậy. Thẩm Diệu nhìn dây đỏ, khe khẽ thở dài, nhưng lần này, trong mắt là sự an bình. Ngày hôm đó cuối cùng cũng đến, nhưng không giống như trước đây lo lắng bất an, lần này nàng đã chuẩn bị mọi thứ. Đời này và đời trước hoàn toàn khác nhau, con người và sự việc đều thay đổi, nên nàng vẫn luôn tràn đầy hy vọng về tương lai, nhưng cũng không đặt tất cả kỳ vọng lên một người. Nàng đã trưởng thành, trở thành một người mạnh mẽ có thể sánh vai cùng người trong lòng, tự mình bảo vệ những điều quan trọng và tìm hiểu rõ những điều cần biết. Đơn giản là như vậy. Nàng bảo Kinh Trập lấy khăn ra và nói, giúp ta chải tóc đi. Tạ Cảnh Hành khoác thêm áo trong, bước ra ngoài. Hắn tắm khá lâu, nước đã lạnh, và khi ở một mình, khuôn mặt hắn không còn vẻ lười biếng thường thấy, thay vào đó là biểu hiện lạnh lùng, khó đoán trong màn đêm. Thực ra hắn không phải là người nhiệt tình, vẻ bề ngoài bất cần đời chỉ là cách hắn phản ứng với những tình cảm nhạt nhẽo của cuộc đời. Vừa ra ngoài, hắn thấy giữa phòng bày biện vài món ăn và điểm tâm tinh xảo. Tạ Cảnh Hành nhướng mày, Thiết Y. Hắn không quen ăn trong phòng, là người rất sạch sẽ, phòng ngủ chỉ để ngủ, ăn uống phải ở phòng ăn. Gọi vài tiếng không thấy ai trả lời, đột nhiên cửa két một tiếng mở ra, Thẩm Diệu ôm một vò rượu bước vào. Vò rượu rất lớn, nàng ôm loạng choạng, Tạ Cảnh Hành tiến lên đỡ lấy, đặt lên bàn, hỏi, ngươi làm gì vậy? Thẩm Diệu nói, ta tìm trong kho của ngươi hồi lâu, phát hiện vò này, ngửi thấy mùi là 10 châu hương, chắc đã để nhiều năm rồi, nên mang ra. Tạ Cảnh Hành ngừng lại, mở vò rượu, thực sự là một mùi hương đậm đà phả vào mặt. Hắn cười nói, giỏi thật, ngươi cũng nhận ra 10 châu hương, Đường Thúc không ngăn ngươi sao? 10 châu hương là loại rượu quý nhất, có tiền cũng khó mua, cả Duệ Thân Vương Phủ chỉ có 3 vò. Thẩm Diệu liền ôm một vò, vừa vặn là vò để 50 năm. Đường Thúc chắc hẳn đau lòng đến rơi lệ. Thẩm Diệu cười, ta đã từng uống rồi. Tạ Cảnh Hành nghi ngờ, ngươi uống rồi? Thẩm Diệu không nói thêm. Khi làm hoàng hậu, nàng đã uống qua nhiều loại rượu ngon tại các yến tiệc. Một vò 10 châu hương tuy quý nhưng cũng không đến mức nàng phải ngạc nhiên. Có lẽ vì đã từng là hoàng hậu, bị trong cung phồn hoa làm cho quen mắt, nên bây giờ những thứ này không quá quan trọng với nàng. Nhưng đối với những gia đình bình thường, ngay cả quan gia, cũng khó mà có cơ hội uống 10 châu hương. Thẩm Diệu vỗ đầu, dường như quên lấy chén rượu. Ánh mắt nhìn qua bát cơm bên cạnh, liền lấy 2 cái và đổ đầy rượu. Tạ Cảnh Hành không thể tin nổi nhìn nàng, hỏi, Thẩm Diệu, ngươi là sâu rượu sao? Ta đến đây ăn cơm cùng ngươi, Thẩm Diệu nói, có món ăn thì phải có rượu. Tạ Cảnh Hành ôm ngực nhìn nàng một lúc, nhớ lại một chuyện, nói, ngươi không nói ta suýt quên, ngày ở Bích Tiêu Lâu, ngươi uống một chén rượu trước mặt bao nhiêu người. Thẩm Kiều Kiều, sau này phải chú ý đúng mực. Lúc nàng uống rượu, kiều diễm quyến rũ, tào nhã hào khí, phong tình khiến người ta nhìn không rời mắt. Ngày đó Tạ Cảnh Hành tức giận. Nếu không phải vì thân phận, có lẽ ngày đó hắn đã giấu nàng đi. Hắn ân cần dạy dỗ, sau này không được uống rượu bên ngoài, muốn uống phải có ta cũng không được uống nhiều, đặc biệt là không được để người khác thấy. Thẩm Kiều Kiều, ngươi nghe không? Thẩm Diệu đặt bát xuống, vừa uống một ngụm lớn 10 châu hương, hương rượu đậm đà, nhưng cay nồng, cay đến mức nước mắt muốn trào ra. Một ngụm vào bụng, ấm áp thoải mái, nàng thở dài, không hổ là 10 châu hương. Tạ Cảnh Hành nói, ngươi đang lờ ta sao? Thẩm Diệu nhìn hắn, ngươi không uống. Rồi bưng bát rượu uống một hớp. Tạ Cảnh Hành nói, ngươi không định uống đến say khướt đây chứ? 10 châu hương không phải để uống như thế, ngươi đang lãng phí. Thẩm Diệu liếc hắn một cái, chưa ai dám nói ta lãng phí. Tạ Cảnh Hành. Hắn luôn cảm thấy Thẩm Diệu sau khi uống rượu lại như biến thành người khác. Như nhiều năm trước khi Thẩm gia rời Định Kinh, hắn đưa nàng đến Bắc Cương. Chẳng lẽ Thẩm Diệu trong bụng còn một người, chỉ khi uống rượu mới thả người kia ra? Tạ Cảnh Hành nghĩ mãi không ra, hơn nữa nàng thường ngày là người khắc chế. Một khi uống say, không còn lý trí, làm những việc không tưởng. Cảm giác hào khí của Thẩm gia, chỉ khi Thẩm Diệu uống rượu mới thể hiện ra. 10 châu hương sở dĩ quý giá là vì độ thuần, mà càng thuần thì càng mạnh, chỉ khi say mới biết rượu đậm thế nào. Thẩm Diệu đưa bát rượu đầy cho Tạ Cảnh Hành, nói, ngươi cũng uống. Tạ Cảnh Hành nhìn nàng, Thẩm Diệu bướng bỉnh đưa tay, hắn đành ngồi xuống, nhận bát rượu, từ từ nhấp một ngụm. Thẩm Diệu nhìn hắn, Tạ Cảnh Hành uống rượu không như nàng lãng phí, nhưng cũng không quá cẩn thận, có phần tiêu sái. Nàng nhìn, rồi cũng ôm bát, ngửa đầu uống cạn. Tạ Cảnh Hành mới uống được vài ngụm, đã thấy Thẩm Diệu uống hết bát rượu, lau miệng, giống như Thẩm Tín uống rượu trong quân doanh. Hắn nói, ngươi uống xong rồi. Thẩm Diệu ho nhẹ 2 tiếng, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tạ Cảnh Hành quét mắt nhìn nàng. Tạ Cảnh Hành nhìn nàng một lúc, lại nhìn chén rượu trong tay như hổ phách, rồi nói, muốn uống rượu để dũng cảm nói với ta, ngươi có phải là sau lưng làm điều gì sai trái? Trước đây ngươi không phải hỏi ta, bí mật của ta là gì sao? Thẩm Diệu nói, không cần trao đổi bí mật của ngươi, ta sẽ cho ngươi biết. Tạ Cảnh Hành ngừng uống rượu, dương mắt nhìn nàng. Ngươi có muốn nghe không? Nàng kiên quyết hỏi. Tạ Cảnh Hành đặt chén rượu xuống, nói, ta sẽ nghe như thế nào, có phải ngươi đang định đặt bẫy ta không? Vậy thì ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Thẩm Diệu không để ý đến hắn, tự mình nói tiếp. Ngươi có phải cảm thấy từ lúc gặp ta, ta đã rất kỳ quái, ta nói những câu với Tô Minh Lãng, còn ra tay với Dự Thân Vương. Phong Tiên Hiệu cầm đồ tồn tại dường như cũng đã sớm biết, còn có Thẩm gia nhị phòng tam phòng. Ngươi còn rất kỳ quái tại sao ta luôn nhằm vào Định Vương, rõ ràng trước đó còn yêu mến Định Vương. Nếu là do tình yêu hóa hận thì cũng không còn gì để nói. Nàng kể lại từng chuyện, nói tất cả những điều Tạ Cảnh Hành từng nghi ngờ. Thẩm Diệu nói, ban đầu ngươi nhất định cảnh giác với ta, nên cũng sai người điều tra ta. Tạ Cảnh Hành trên mặt hiện ra vẻ không được tự nhiên, hiển nhiên, hắn thực sự giống như Thẩm Diệu nói, đã sai người điều tra nàng. Ngươi nhất định không tra được gì, còn tưởng rằng sau lưng ta có thủ đoạn cao minh, hoặc là Thẩm gia có người chỉ dẫn. Tạ Cảnh Hành trầm mặc. Quý Vũ Thư Phong Tiên Hiệu cầm đồ có thể tra ra nhiều bí mật không muốn người biết, nhưng đối với Thẩm Diệu lại không thể tìm ra chút manh mối nào. Ngươi tuy không tra ra gì, nhưng ngươi cũng nhất định đã điều tra kỹ quá khứ của ta. Ngươi cũng nên biết, cha mẹ ta trở về Định Kinh trước năm 68 của Minh Tề, ta từng vì Định Vương mà rơi xuống nước. Sau lần đó, tính tình ta thay đổi, như trước ta mê luyến Định Vương, sau đó không còn biểu hiện tình cảm gì. Tạ Cảnh Hành trong mắt lóe lên một tia không thích. Chuyện Thẩm Diệu từng yêu Phó Tu Nghi thật sự làm hắn khó hiểu. Nếu không phải khắp thành đều biết, hắn suýt nữa cho rằng đó là nàng diễn trò. Dù là về dung mạo tài hoa hay địa vị, Phó Tu Nghi xuất chúng nhưng không đến mức khiến Thẩm Diệu si mê đến vậy, điều này làm hắn cảm thấy bị xúc phạm. So sánh với Phó Tu Nghi, hắn thấy mình bị hạ giá. Sau lần rơi xuống nước, ta bắt đầu có ngăn cách với Thẩm gia nhị phòng tam phòng, không còn thân thiết với Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt như trước, thậm chí đối nghịch với Thẩm lão phu nhân. Thẩm Diệu nói, ngươi thấy rất kỳ lạ đúng không? Tạ Cảnh Hành nói, người luôn có lúc tỉnh ngộ. Thẩm Diệu trước đây hồ đồ, đó là vì nàng còn trẻ, nhưng có lúc sẽ vì một chuyện mà tỉnh ngộ, giống như chính hắn. Thẩm Diệu lắc đầu, ta tỉnh ngộ quá triệt để. Thực ra rất đơn giản, sau lần rơi xuống nước, nằm trên giường bệnh không thể tỉnh lại, ta đã mơ một giấc mộng rất dài. Nàng nhìn ngọn đèn trên bàn, ánh mắt dần ngơ ngẩn, giấc mộng đó rất dài, rất thật, như thể ta thực sự trải qua. Ngươi có tin vào giấc mộng như vậy không? Thẩm Diệu cười, như một tiên đoán. Tạ Cảnh Hành dần nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Nghe nói Nam Quốc từng có một thái thú dưới gốc cây ngủ gật, mơ thấy mình làm vua, từ giàu sang đến suy tàn, dài như một đời, tỉnh lại chỉ là chốc lát, không phân biệt được mộng hay hiện thực là thật. Giấc mộng của ta còn dài hơn, còn nghiêm trọng hơn. Ta mơ thấy tương lai. Ta mơ thấy mình gả vào Định Vương Phủ, Thẩm gia và Định Vương Phủ quấn lấy nhau. Ta mơ thấy triều đình tranh đấu, chư vương động loạn, hoàng tử tranh ngôi, cuối cùng Phó Tu Nghi thắng. Hắn lên ngôi, ta làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, vô cùng phong quang. Tạ Cảnh Hành hơi nhíu mày. Ngươi có thể nghĩ đó là giấc mộng đẹp, vì ta mê luyến Phó Tu Nghi, nên mộng cũng viên mãn. Ta cũng hy vọng đó là giấc mộng đẹp, nhưng đó là ác mộng đáng sợ nhất đời ta. Ta sinh một trai một gái, bọn họ là những đứa trẻ hiểu chuyện nhất. Sau đó Đại Lương càng ngày càng mạnh, Minh Tề bị ngoại tộc xâm lấn, cầu viện Tần Quốc, ta bị gửi làm con tin, ở lại Tần Quốc 5 năm. Ta gặp Hoàng Phủ Hạo và Minh An. Thẩm Diệu nói. Tạ Cảnh Hành biểu hiện dần nghiêm trọng. Ta không thích Tần Quốc hoàng thất, họ luôn nhục nhã ta, bắt ta đẩy trái cây, nhưng luôn cố ý bắn chúng. Ta luyện tập bắn cung trong bóng tối, nhưng không có kết quả, ngày hôm sau vẫn không thể bắn chúng. 5 năm trôi qua nhanh chóng, ta trở lại Minh Tề. Trong cung có thêm sủng phi tên Mi phu nhân, nàng sinh một con trai, tên Phó Thịnh. Phó Tu Nghi sủng ái Mi phu nhân, yêu thương Phó Thịnh. Ta bị lạnh nhạt, dù là hoàng hậu, nhưng bị người trong cung cười nhạo. Phó Tu Nghi bắt đầu đả kích Thẩm gia, ta nóng lòng nhưng không làm gì được. Đại ca ta vì Kinh Sở mà sự nghiệp hủy hoại, lại bị tù tội và chết chìm trong nước. Mẹ ta vì Thường Tại Thanh mà bệnh tình nặng thêm và qua đời. Cha ta già nua, bị tước binh quyền, suốt ngày uống rượu. Nhị phòng tam phòng ngày càng thăng tiến, càng ngày càng đắc thế. Ta và Mi phu nhân tranh đấu trong hậu cung, không ai tha thứ cho ai. Không phải ta ham muốn vị trí hoàng hậu, mà là nếu không giữ được vị trí đó, ta và con cái mình cũng không an toàn. Cuối cùng, ta thất bại. Thẩm gia diệt vong, Uyển Du chết trên đường hòa thân với hung nô, Phó Minh bị phế làm thái tử rồi tự sát. Ta bị giam trong lãnh cung, được ban cho một dải lụa trắng, hoạn quan tự tay giết ta. Ta mở mắt ra, thấy mình nằm trên giường, hóa ra chỉ là một giấc mơ dài. Nàng kể lại giấc mơ kinh hoàng đó một cách nhẹ nhàng, trên mặt vẫn mang nụ cười. Nụ cười này có chút mờ mịt, dường như chứa đựng vô tận khổ sở, nhưng khổ sở không thể diễn tả hết, đành thay bằng nụ cười. Tạ Cảnh Hành không nói lời nào. Nàng say rượu, lúc nào cũng tự xưng bản cung. Tạ Cảnh Hành thường cười nàng còn nhỏ mà chủ tính sâu xa, thỉnh thoảng cũng kỳ lạ, vì sao trong mộng nàng luôn là một phế hậu bị lạnh nhạt. Hóa ra, Thẩm Diệu hỏi, ngươi có tin giấc mơ của ta không? Tạ Cảnh Hành hỏi ngược lại, ngươi có tin không? Thẩm Diệu cười, nếu ta không tin, thì hôm nay đứng trước mặt ngươi chỉ là một nấm mồ. Sau khi tỉnh dậy, ta sợ giấc mộng ấy sẽ thành hiện thực, nên cố gắng tìm manh mối để chứng minh đó chỉ là ác mộng. Nhưng càng nghiêm túc đuổi theo, ta càng phát hiện giấc mộng ấy đang dần hiện thực. Ta nhắc nhở Tô Minh Lãng vì Tô gia sẽ bị hoàng đế kiêng kỵ mà diệt vong, từ trên xuống dưới đều bị giết, chỉ có ngươi giúp họ thu dọn thi thể. mà môi hở răng lạnh, Tô gia qua đi, Thẩm gia là mục tiêu tiếp theo. Ta nhắc nhở Tô gia để tự vệ, nhưng không ngờ bị ngươi phát hiện. Khi đó, Tạ Cảnh Hành sinh nghi ngờ vì một câu nói của Tô Minh Lãng, nên nhiều lần thăm dò Thẩm Diệu, cả hai giao chiến nhiều lần nhưng không hiểu được tâm tư của đối phương. Vậy trong giấc mộng kia, kết cục của ta thế nào? Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng hỏi. Thẩm Diệu đáp, ngươi rất tốt. Tạ gia dần suy tàn, Lâm An Hầu chết trận, ngươi thay cha cầm quân, cuối cùng cũng trở về Minh Tề với thân phận Duệ Thân Vương. Thẩm Diệu cười khẽ, sau đó, ngươi mang binh mã che kín hoàng quyền. Tạ Cảnh Hành nhíu mày, chỉ như vậy? Chỉ như vậy? Thẩm Diệu gật đầu. Vậy sao? Hắn nhướng mày, ta còn tưởng trong giấc mộng kia, ngươi và ta cũng có liên quan. Ngươi nghĩ giấc mộng đó chỉ là mộng sao? Hay cho rằng ta uống say nói bậy? Thẩm Diệu ánh mắt mờ nhạt, lại nói, cũng tốt, ta mong đó chỉ là giấc mộng. Ta thực sự mơ thấy Kinh Sở Sở, Thường Tại Thanh và những người khác. Trước đó, ta chưa từng gặp họ. Vì ác mộng nhắc nhở, ta đề phòng họ. Nhớ lại, nhiều chuyện chỉ vì có giấc mộng kia mới hoàn thành. Tạ Cảnh Hành nhìn nàng cười, nụ cười ngọt ngào và an ủi, ngươi làm rất tốt. Chuyện quá khứ đã qua, ta cố gắng tránh khỏi kết cục trong mộng. Nhưng có một điều, hai đứa bé trong mộng không còn. Tạ Cảnh Hành vuốt nhẹ bát rượu, ngón tay hơi dừng lại, nói, chúng ta sẽ có con. Thẩm Diệu hít một hơi thật sâu, nhìn hắn nói, hiện tại ta muốn nói một chuyện, ngươi phải nghe rõ. Trong giấc mộng, người đấu với ta cả đời, là mẹ của tân thái tử, một nữ nhân quyền lực, gọi là Lý Mi. Phó Tu Nghi gặp nàng trong một chuyến Đông Trinh. Bây giờ, ta gặp lại nàng. Ngươi có thắc mắc vì sao sau khi tỉnh lại, ta lạnh nhạt với ngươi nhiều không? Vì ta đã gặp lại Lý Mi. Nàng bây giờ tên là Diệp My. Ngươi hiểu chưa? Nàng hỏi. Tạ Cảnh Hành im lặng hồi lâu. Cuối cùng, hắn nhìn Thẩm Diệu, nàng chính là kẻ thù của ngươi trong mộng. Ta hận nàng suốt đời, nhưng không thể trả thù. Kiếp này gặp lại, nàng trở thành nữ nhi của Diệp gia. Tạ Cảnh Hành, ta có thể ẩn nhẫn, nhưng Diệp My không phải người lương thiện, nàng sẽ không ngừng leo lên vì quyền thế. Duệ Thân Vương phủ nếu chịu ơn nàng, sẽ trở thành công cụ của nàng. Ngươi phải đề phòng. Tạ Cảnh Hành cầm bát rượu uống cạn, dù đang cười nhưng trong mắt lạnh lẽo, Diệp Mi sao? Phó Tu Nghi đúng là mắt nhìn phụ nữ kém cỏi, ta thì không giống hắn. Dù ngươi mộng có thật hay không, kẻ thù trong mộng cũng là kẻ thù. Hắn phụ ngươi tâm ý, không thể tha thứ. Ngươi giao thù cho ta, ta sẽ báo. Hắn cắt ngang lời Thẩm Diệu, không cần ngươi tự mình ra tay, ngươi là nữ nhân của ta, cừu của ngươi là cừu của ta. Hai người chúng ta, kẻ thù không đếm xuể, cùng nhau đối mặt. Thẩm Diệu cau mày, ngươi có kẻ thù sao? Là ai? Tạ Cảnh Hành nhìn nàng một lúc, đột nhiên xoa đầu nàng, nói gì ngươi cũng tin, thật đáng yêu. Làm càn, Thẩm Diệu nói. Nàng hét lên, mang theo chút uy nghi của hoàng hậu. Tạ Cảnh Hành dừng lại, Thẩm Diệu cũng sửng sốt một chút. Hắn nhìn chằm chằm nàng, ngươi còn muốn làm hoàng hậu sao? Giấc mộng đó ta không muốn làm lần thứ hai. Hoàng hậu như vậy, ta cũng không muốn lại làm lần thứ hai. Nàng nói. 217, hoa tốt. Cái vỏ thập châu xuân kia, nửa vỏ cuối cùng đều vào bụng Thẩm Diệu. Tạ Cảnh Hành cố ngăn cản nhưng không thành, vì mỗi khi Thẩm Diệu bướng bỉnh thì đến Thẩm Tín cũng không làm gì được, huống chi là hắn. Tuy nhiên, lần này nàng không uống rượu làm càn như trước. Uống xong, nàng rất bình tĩnh, nói nhiều lời, rồi ôm vò rượu không loạng choạng ra ngoài. Tạ Cảnh Hành đưa nàng về phòng, dặn dò Kinh Trập và Cốc Vũ chăm sóc nàng cẩn thận. Cả hai sợ hãi, nhỏ giọng nói, mới khỏi bệnh, sao lại uống nhiều rượu như vậy, chỉ sợ không tốt cho vết thương. Tạ Cảnh Hành nhìn nàng một cái, rồi xoay người ra khỏi phòng. Hắn đi trong sân, gió nhẹ mùa hè thổi qua mặt, làm tỉnh táo đôi chút. Mặc dù hắn uống rất ít, nhưng tâm tư lại rất rõ ràng. Thực ra, hắn không bình tĩnh như bề ngoài. Những lời Thẩm Diệu nói như lôi đình đánh vào lòng hắn, những chuyện không rõ ràng trước đây giờ trở nên sáng tỏ. Nhưng những lời nàng nói quá kinh thế hãi tục, hầu như có sức mạnh làm rối loạn thần trí. Hắn vốn không tin quỷ thần, nhưng lại tin Thẩm Diệu. Tạ Cảnh Hành hiểu rất rõ Thẩm Diệu, nếu nàng muốn lừa gạt ai, chắc chắn sẽ nói dối không chớp mắt. Từ khi quen Thẩm Diệu ở Minh Tề, hắn thấy nàng đối với Nhị Phòng, Tam Phòng, Thường Tại Thanh, Kinh Sở Sở luôn mỉm cười nhưng trong lòng đầy chủ tính. Chỉ khi nàng do dự, chậm chạp mới là thật sự. Hôm nay nàng nói ra, chắc chắn là nín nhịn đã lâu, nếu không sẽ không lộ ra vẻ như chút được gánh nặng. Chỉ là Tạ Cảnh Hành hiểu được sự lo lắng trong lòng nàng, nên hắn duy trì vẻ bình tĩnh, dù trong lòng sóng gió ngút trời. Nếu những chuyện trong giấc mộng của Thẩm Diệu là thật, thì đó không phải giấc mộng đẹp. Chỉ cần nghĩ tới việc Thẩm Diệu cuối cùng lại đi theo Phó Tu Nghi, rồi gặp kết cục thảm như vậy, Tạ Cảnh Hành liền giận không nhịn được. Cơn mưa hôm qua làm sân đọng nước, tiếng bước chân trên nước vang lên. Tạ Cảnh Hành dừng lại, nói, Thiết Y. Thiết Y lập tức xuất hiện. Điều tra xem Diệp Mi tỷ đệ có liên quan gì tới Minh Tề. Hắn nói, nếu những gì Thẩm Diệu nói đều là thật, Diệp Mi chính là kẻ thù của Thẩm Diệu. Nhưng từ Minh Tề đến Đại Lương, điểm này khác biệt. Giờ nghĩ lại, hiểu vì sao Thẩm Diệu lần đầu gặp Diệp Mi tỷ đệ đã tỏ ra địch ý, giờ mới hiểu rõ. Thiết Y có chút bất ngờ nhưng vẫn cúi đầu đáp lại. Trong lòng Tạ Cảnh Hành tâm tư hỗn loạn, nhìn lên trời cao, không rõ cảm giác gì, rồi đi vào sân tìm chú hổ con chơi đùa. Kiều Kiều lâu rồi không thấy chủ nhân, thấy hắn đến thì vui mừng khôn xiết, nhảy lên đùa giỡn với hắn. Tạ Cảnh Hành mất tập trung chơi với chú hổ một lúc, thấy bóng đêm dần sâu, hổ con bắt đầu ngủ gật, hắn mới trở lại phòng. Nhưng vẫn không buồn ngủ, hắn đi vào phòng, cởi ngoại bào, định ngồi một lúc, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhìn về phía giường nhỏ, thấy trên giường có một cục lớn, tựa hồ còn có tiếng thở nhẹ nhẹ. Hắn nhướng mày, bước tới vén chăn lên, bỗng nhiên choáng váng, rồi buồn cười nói, ngươi làm cái gì? Trên giường, Thẩm Diệu cuốn chăn của hắn, ôm gối, trừng mắt nhìn hắn. Trước đó nàng bình tĩnh, như chưa từng uống say, giờ thì rõ ràng đã tỉnh táo, mặt đỏ bừng, đôi mắt trong suốt ngập nước. Nàng nói, ta đang tự tiến trầm tịch. Tạ Cảnh Hành suýt nữa nghĩ mình nghe lầm, hắn nói, ngươi nói cái gì? Lệ Phi đã từng nói với ta, nếu muốn chiếm được trái tim một người, hoặc yêu mến một người, phải tự tiến trầm tịch. Giữa nam nữ, thân mật là chuyện hiển nhiên. Ta chưa từng, hoan, nghĩ ngươi cũng chưa, nên đến tự tiến trầm tịch. Tạ Cảnh Hành nghe nàng nói những lời kinh thế hãi tục, mặt đỏ bừng, cùng Thẩm Diệu trừng mắt nhìn nhau, không biết phản ứng sao, cuối cùng nói, ngươi nói lung tung gì vậy? Hắn không biết Lệ Phi trong miệng nàng là ai, nhưng nghĩ đến giấc mộng của Thẩm Diệu, hắn không thể tin nổi, chẳng lẽ là hậu cung tỉ muội? Thẩm Diệu ngồi trên giường nhỏ, say sưa, nhưng vẫn giữ dáng vẻ đoan trang, nói, ta muốn cùng ngươi thảo luận. Tạ Cảnh Hành đi nhanh tới bàn rót chén trà lạnh, uống một hớp, trong lòng bình tĩnh lại đôi chút. Thẩm Diệu say rồi liền như hai người khác nhau, làm người khác không chịu nổi, nhưng có thể nói ra những lời này, nàng đang suy nghĩ gì? Hắn nói, ta không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Một lát sau không nghe thấy động tĩnh, Tạ Cảnh Hành quay đầu lại, suýt nữa phun trà ra ngoài. Thẩm Diệu tự mình tháo ngoại bào, mặc cái yếm, ủy khuất nói, ngươi chê ta xấu sao? Vì thế không chịu chạm vào ta. Da thịt nàng trắng như tuyết mùa đông, lại so với tuyết còn mịn màng, như sữa bò. Thêm vào mái tóc rối tung, khuôn mặt nhỏ đáng yêu, ánh mắt mông lung, thật sự là tú sắc khả san. Tạ Cảnh Hành vội vã kéo chăn đắp cho nàng, nói, ngươi thật sự bệnh không nhẹ. Thẩm Diệu nói, chúng ta là phu thê viên phòng có gì sai? Tạ Cảnh Hành hít một hơi thật sâu, tránh ánh mắt mông lung của nàng, ngươi còn chưa khỏi hẳn. Ngày khác lại nói. Thẩm Diệu nghi hoặc, không phải ngươi nói thời hạn 2 tháng sao? Ta xem qua ngày tháng đã đến rồi. Tạ Cảnh Hành suýt nữa thì sụp đổ. Hắn cường điệu, ta không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi nghĩ ta là ai? Ta biết. Thẩm Diệu gật đầu, ta đến để hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Tạ Cảnh Hành. Ngươi ngoan, hôm nay quá muộn rồi, ngày khác lại nói. Tạ Cảnh Hành chỉnh lại chăn cho nàng, xoay người muốn đi. Hắn sợ nếu ở lại thêm, sẽ không nhịn được. Hắn dù sao cũng là nam nhân trẻ tuổi, mỹ nhân trong lòng lại là người mình yêu, nếu không có phản ứng thì mới là có vấn đề. Nhưng hắn không muốn lợi dụng lúc Thẩm Diệu say rượu, hắn tôn trọng nàng, không muốn làm vậy. Nhưng vừa đứng lên, tay áo hắn lại bị Thẩm Diệu kéo, chăn mới chỉnh lại cũng tuột xuống. Thẩm Diệu nửa quỳ trên giường nhỏ, nhưng vẫn thấp hơn Tạ Cảnh Hành một cái đầu. Nàng gấp gáp, ôm cổ hắn, nói, không được. Tạ Cảnh Hành. Nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, hắn hầu như cảm thấy thân thể mềm mại của nàng. Trên người Thẩm Diệu tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng. Hắn dù chưa uống nhiều rượu, nhưng cảm giác cả người khô nóng, như bị rượu mạnh làm say, lý trí dần biến mất. Chính là hôm nay, qua hôm nay ta sẽ đổi ý. Nàng đàng hoàng trịnh trọng nói, không biết là thật sự say hay giả say. Tạ Cảnh Hành nghe vậy, động tác dừng lại, liếc nàng một cái, đổi ý. Thẩm Diệu cảm thấy đầu ngất ngất nặng nề, tư thế nửa quỳ trên giường nhỏ không thoải mái, liền lắc đầu, nhìn Tạ Cảnh Hành, bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng nói, bản cung cảm thấy ngươi rất đẹp, coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi, theo bản cung không tốt sao? Tạ Cảnh Hành. Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Tạ Cảnh Hành nhớ lại mấy năm trước tại Điền Trang, khi Thẩm Diệu say rượu cho rằng hắn là tiểu quan nhi cưỡng hôn. Bây giờ thời gian lưu chuyển, tình cảnh này thật quen thuộc. Giọng nói của hắn trở nên nguy hiểm, theo ngươi. Thẩm Diệu gật đầu, tiến đến bên tai hắn, thần thần bí bí nói, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý cả đời. Tạ Cảnh Hành liền cười. Kỳ thực Thẩm Diệu khi say rượu, đều mang theo mấy phần ngây thơ, ngây ngô như trái cây chưa chín, không thể nói phong tình vạn chủng, nhưng từng cử chỉ của nàng lại là chí mạng câu dẫn. Những mỹ cơ tuyệt sắc không sánh được với nàng một cái ôm ấp đầu hàm não. Nếu ngươi không muốn, bản cung sẽ tìm người khác. Bỏ qua bản cung, ngươi sẽ hối hận cả đời. Thẩm Diệu thâm trầm uy hiếp hắn. Tạ Cảnh Hành nói, còn muốn tìm người khác. Hà! Hắn đột nhiên nghiêng người, Thẩm Diệu vốn ôm cổ hắn, bị đặt dưới thân. Tạ Cảnh Hành mỉm cười, cúi người bên tai nàng, thấp giọng nói, ngươi cái này hoàng hậu, đúng là rất hung hăng sao. Muốn ta hầu hạ ngươi, lại còn nghĩ đến nam nhân khác. Ta không cao hứng, ngươi phải bị phạt sao? Thẩm Diệu ra sức tránh ra một tay, từ gầm giường lấy ra một cuốn sách, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, xem cái này. Tạ Cảnh Hành sững sờ, tiếp lấy cuốn sách, sắc mặt trở nên đặc sắc vạn phần, giọng nói đầy khắc chế, ngươi từ đâu có cái này? Thẩm Diệu cổ rụt lại, nương cho ta. Ta đã nói, ta muốn cùng ngươi thảo luận. Tạ Cảnh Hành run lên chốc lát, nhẹ nhàng cười, thảo luận. Thẩm Diệu đầu điểm như gà mổ thóc. Vi thần tự nhiên sẽ phụng dưỡng nương nương cả người thư thích. Hắn ý tứ sâu xa mở miệng, ánh mắt trở nên nguy hiểm như sói. Hắn hỏi, nương nương thật sự sẽ không hối hận sao? Ngươi bỏ qua bản cung mới biết hối hận cả đời. Nàng lầm bầm. Tạ Cảnh Hành không nói thêm, vung tay áo, ánh nến trong phòng tắt. Trong bóng tối truyền đến giọng trầm thấp của hắn. Ngươi nói không sai. Bỏ qua ngươi mới biết hối hận cả đời. Mặt trời lên cao, dù có bóng cây che chắn, ánh sáng mùa hè vẫn xuyên qua cành lá, chiếu vào phòng, rải trên đất những mảng nhỏ màu vàng óng. Chim nhỏ trên cành cây hát vang, trong tiếng hót mát mẻ đầy niềm vui. Thẩm Diệu cảm thấy đầu đau như búa bổ, theo bản năng xoay người, nhưng cảm thấy có gì đó chắn trước mặt. Mơ mơ màng màng mở mắt, phút chốc sững sờ. Nàng nằm trong ngực nam nhân, hai tay còn ôm chặt eo đối phương. Ánh mắt rời lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, đôi mắt đào hoa của hắn như cười mà không cười, ngậm lấy đều là ý cười xúc tiêu. Thẩm Diệu trong lòng nở hoa. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Nàng làm sao không nhớ gì? Theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng cảm thấy cả người đau nhức, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, chăn đệm trên người tuột xuống, lộ ra một ít dấu vết rõ ràng. Thẩm Diệu, Trên đất quần áo tán loạn, bát rượu lung tung trên bàn, khắp phòng kiều diễm khí. Nàng dù trì độn, cũng đoán ra được đã xảy ra chuyện gì. Tỉnh rồi, Tạ Cảnh Hành nhíu mày. Thẩm Diệu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại không thể che giấu được vẻ hoang mang trong mắt. Sự hoang mang này khiến Tạ Cảnh Hành vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Hắn nói, đêm qua rất là dũng mãnh, làm sao bây giờ lại sợ hãi thế? Thẩm Diệu giật mình, nàng có thói quen quên hết mọi chuyện khi say rượu, ký ức cuối cùng chỉ dừng lại ở lúc kể chuyện kiếp trước cho Tạ Cảnh Hành. Nàng uống rượu để lấy can đảm, nhớ rằng Tạ Cảnh Hành dường như tin tưởng nàng, nhưng làm sao chuyện lại dẫn đến việc ngủ cùng nhau? Tạ Cảnh Hành nhìn nàng hỗn loạn một lúc, chậm rãi nói, ngươi biết tối qua ngươi làm gì không? Thẩm Diệu không dám nhìn thẳng hắn, cố tỏ ra bình tĩnh, có thể làm gì, ngủ thôi. Ngươi ngủ ta, Tạ Cảnh Hành nói, ngươi muốn ta tốt tốt hầu hạ ngươi. Thẩm Diệu suýt nữa bị nghẹn nước miếng. Đó là nàng, hoàng hậu đoan trang thục nghi Thẩm Diệu. Tạ Cảnh Hành nhất định đang lừa nàng. Làm sao có thể có chuyện vô liêm sỉ như vậy? Tạ Cảnh Hành nói, ngươi nói, muốn ta theo ngươi, ngày sau ôm ta một đời vinh hoa phú quý, tiền đồ vô hạn. Thẩm Diệu nói, say rượu nói vậy, hà tất phải tin, hơn nữa, nàng chuyển đề tài, ta làm sao biết ngươi có phải đang lừa ta? Ta không thể nói câu nói như thế này. Nàng quyết định trở mặt không quen biết. Tạ Cảnh Hành cũng không vội, khí định thần nhàn từ gối dưới lấy ra một cuốn sách, lật qua lật lại. Đúng vậy, ngươi còn cầm đồ vật của nương ngươi, muốn cùng ta thảo luận, để ta giải thích cho ngươi. Còn nhớ rõ không? Hắn đưa sách đến trước mặt nàng. Thẩm Diệu vốn chỉ là thoáng nhìn, nhưng khi nhìn rõ thì muốn thổ huyết. Không phải chứ, cái này đều có. Đây là sách La Tuyết Nhạn đưa nàng trước khi xuất giá, dạy nàng bí mật khuê phòng. Vật này bị nàng cất giữ, Tạ Cảnh Hành không thể tìm được, chỉ có thể là nàng tự mình đưa ra cho hắn. Nàng trước còn làm gì với Tạ Cảnh Hành? Thật sự để hắn tốt tốt hầu hạ nàng sao? Thẩm Diệu cảm thấy bị sét đánh cũng chỉ đến thế này. Tạ Cảnh Hành như vẫn chưa thấy nàng đủ quẫn bách, nhạt nói, đêm qua ngươi không chỉ thảo luận, mới thảo luận được vài tờ, vốn định năm rộng tháng dài không vội, ngươi lại hiếm thấy cầu hiền nhược khát. Tư thế này rất khó, cũng muốn thử nghiệm. Dừng lại, Thẩm Diệu vội vã ngắt lời, mặt đỏ chót vì xấu hổ, uống rượu hỏng việc, ngươi cũng không biết ngăn ta. Ta làm sao dám? Tạ Cảnh Hành làm oan ức, nếu không đáp ứng, ngươi liền muốn chém ta đầu. Thẩm Diệu, nàng cảm thấy quá lúng túng, vừa nghĩ tới chính mình nhăn nhó tư thái đi câu dẫn Tạ Cảnh Hành. Khả năng trước sau hai đời gộp lại mặt mũi đều mất hết. Tạ Cảnh Hành tâm tình vô cùng tốt, cười khanh khách nhìn nàng. Ngươi còn nói tối nay muốn thảo luận tiếp. Tối nay không cần. Thẩm Diệu nhanh chóng ngắt lời, liền muốn nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Bị Tạ Cảnh Hành kéo lại, kéo đến trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Diệu, nụ cười lười nhác biến mất, thay bằng vẻ nghiêm túc. Hắn cau mày hỏi, ngươi hối hận rồi? Thẩm Diệu ngẩn ra. Tạ Cảnh Hành có đôi mắt rất đẹp, có lúc Thẩm Diệu cũng kỳ lạ, một đại nam nhân, sao lại có đôi mắt đẹp như vậy? Như sinh ra vô hạn tình ý, khiến cho ở Minh Tề Định Kinh, luôn có phương tâm quanh quẩn không dứt. Nhưng hắn lại lãnh mạc, nam nhân như vậy, quá nguy hiểm, không thể trêu chọc. Yêu nam nhân như vậy là kiếp số, nhưng được nam nhân như vậy yêu, chính là may mắn cả đời. Hắn biết tôn trọng, có tư tâm, nhưng cũng bá đạo đáng yêu. Giờ khắc này hắn nghiêm túc nhìn Thẩm Diệu, ánh mắt xưa nay ngông cuồng, hung hăng, nhưng lại có mấy phần cẩn thận. Loại cẩn thận này khiến người cảm thấy mình được che chở, là người trọng yếu nhất của hắn. Thẩm Diệu ánh mắt rơi vào sợi dây đỏ trên tay Tạ Cảnh Hành. Miệng hắn nói ghét bỏ, nhưng không gỡ xuống. Thẩm Diệu ngẩng đầu, thẳng thắn nói, không hối hận. Chỉ là có chút thẹn thùng mà thôi. Tạ Cảnh Hành ánh mắt sáng lên. Nàng nói, làm liền làm, có cái gì hối hận, lại không phải người khác. Đến cùng vẫn né tránh ánh mắt Tạ Cảnh Hành. Tạ Cảnh Hành buộc nàng nhìn thẳng vào mình, quả thực. Thẩm Diệu nói, thật sự. Tạ Cảnh Hành nhìn nàng một lát, Thẩm Diệu càng cảm thấy lúng túng, liền muốn chạy, bị Tạ Cảnh Hành kéo lại, ta xem một chút. Nhìn cái gì? Đêm qua ngươi sống chết không chịu dừng lại, ta đều không có xem kỹ vết thương của ngươi. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, cũng phải cẩn thận kiểm tra. Hắn kéo Thẩm Diệu vào lòng, nàng nhìn hắn chỉ mặc trung y, lộ ra tấm lưng rộng lớn và rắn chắc, cảm thấy mặt mình nóng bừng, lúng túng từ chối, không, không cần. Ta tự mình kiểm tra được. Vậy cũng không được, Tạ Cảnh Hành nói, rồi lại đè nàng xuống giường. Thẩm Diệu không thể thoát ra được. Bên ngoài, Kinh Trập và Cốc Vũ vừa quét dọn vừa dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng tình hình bên trong. Nhưng các nàng không có võ công, cách một cánh cửa, không thể nghe rõ được gì. Tòng Dương ngồi xổm trước cửa, chơi với chim trong lồng, vừa nói, hai người quét dọn cả canh giờ, cái cửa này sắp bị quét thủng rồi. Kinh Trập và Cốc Vũ ngừng tay. Kinh Trập nhìn Tòng Dương, muốn hỏi điều gì đó nhưng lại ngại ngùng, cuối cùng chỉ đỏ mặt im lặng. Tòng Dương ra mặt dày hơn, nhìn một cái liền hiểu, vung tay lên nói, yên tâm đi, mọi chuyện đều thuận lợi. Kinh Trập và Cốc Vũ dù ngượng ngùng, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Kinh Trập trao đổi ánh mắt đắc ý với Cốc Vũ, còn Cốc Vũ thì lườm nàng. Tối qua Thẩm Diệu uống say, Kinh Trập và Cốc Vũ thu dọn gian phòng, đúng lúc nhìn thấy quyển sách La Tuyết Nhạn đưa cho Thẩm Diệu. Kinh Trập linh cơ động, biết mỗi lần Thẩm Diệu uống say đều không nhớ gì, muốn tác hợp chủ tử và Tạ Cảnh Hành, liền nhân cơ hội này. Kinh Trập nói với Thẩm Diệu, sách này chỉ thân Vương Điện Hạ mới giải đáp được. Nghĩ lại, Kinh Trập cảm thấy mình lúc đó giống hệt tú bà trong kỹ viện. Thẩm Diệu uống say không hiểu gì, cầm quyển sách ra cửa. Cốc Vũ muốn ngăn cản cũng không kịp, đành theo sau. Hai người lo lắng chờ bên ngoài suốt đêm, thấy Thẩm Diệu không ra khỏi phòng Tạ Cảnh Hành. Giờ nghe Tòng Dương nói vậy, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Họ cảm thấy mình đã làm một việc tốt, chủ tử và cô gia có lẽ sau này sẽ quen thuộc hơn. Đường Thúc từ phía sau đi ra, thấy họ, trước tiên quát Tòng Dương, sáng sớm không làm việc gì, còn không mau đi. Rồi quay sang Kinh Trập và Cốc Vũ cười nói, sao trông hai người có vẻ không được khỏe. Kinh Trập và Cốc Vũ là người Thẩm Diệu mang tới, Đường Thúc cũng không dám khắt khe như với Tòng Dương. Tòng Dương hừ một tiếng bỏ đi, Kinh Trập và Cốc Vũ cũng mau chóng rời đi. Đường Thúc đứng trước cửa Tạ Cảnh Hành, đợi tất cả đi hết, đột nhiên tự cười, nói, phải nấu chút thuốc bổ mới được. Rồi vội vã đi. Duệ Thân Vương phủ chuyện đêm đó, chắc hẳn mọi người trong Mặc Vũ Quân đều hiểu rõ, chỉ có Bát Giác và Hồi Hương không biết. Họ tạm thời chăm sóc Bùi Lang. Bùi Lang thương thế nặng hơn Thẩm Diệu, dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng vết thương sâu tận xương, Cao Dương cũng không dám xem thường. Bát Giác và Hồi Hương chăm sóc Bùi Lang, nếu có gì không ổn, sẽ gọi Cao Dương. Bùi Lang thường tỉnh dậy vài lần trong đêm, nhưng thời gian tỉnh rất ngắn, chỉ chốc lát rồi lại ngủ. Gần trưa, Hồi Hương bưng cháo loãng vào, Bùi Lang không thể ăn gì khác. Vừa vào phòng đã thấy Bùi Lang ngồi trước cửa sổ, nhìn cành cây ngoài cửa sổ xuất thần. Bùi công tử, Hồi Hương ngạc nhiên, vui mừng tiến tới, đặt bát cháo xuống, ngài cuối cùng cũng tỉnh lại. Bùi Lang chậm rãi quay đầu, liếc nhìn nàng, như nhận ra nàng là tỳ nữ của Duệ Thân Vương phủ, nói, Vương Phi cũng tỉnh rồi phải không? Hồi Hương kỳ lạ vì sao Bùi Lang lại chắc chắn như vậy, nhưng vẫn đáp, hôm qua phu nhân tỉnh rồi. Phu nhân không bị thương nặng, nhờ ngài đỡ một đao, cứu phu nhân mạng. Bùi Lang cúi đầu, cười nhẹ, thấp giọng, cứu mạng sao? Rõ ràng là ta nợ nàng. Hồi Hương không nghe rõ, ngài nói gì? Bùi Lang lại xuất thần. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra. Sau khi đỡ đao cho Thẩm Diệu, trên bờ vực sinh tử, hắn mơ một giấc mơ dài và chân thực. Giấc mơ ấy làm hắn sáng tỏ mọi chuyện. Tại sao Thẩm Diệu luôn có địch ý với hắn? Tại sao hắn luôn cảm thấy hổ thẹn với Thẩm Diệu? Hóa ra là như vậy. Trong giấc mơ, trụ trì nói, hy sinh tính mạng của mình, có thể trùng sinh, nhưng chỉ là có thể. Nếu trùng sinh, có thể gặp phải khổ đau. Bùi Lang cũng đáp lại. Hắn từng yêu một nữ nhân, nhưng tình yêu của hắn và Phó Tu Nghi đối với Thẩm Diệu chẳng khác nhau là mấy. Cả hai đều từng bước đẩy Thẩm Diệu vào con đường tuyệt vọng. Một mặt, hắn đồng cảm với Thẩm Diệu, mặt khác, lý trí của hắn lại khiến hắn cân nhắc thiệt hơn, rồi cuối cùng bỏ rơi Thẩm Diệu. Cuộc đời một con người, thực ra chính là hành trình không ngừng bỏ qua những thứ quý giá. Cả hắn và Phó Tu Nghi đều bỏ qua Thẩm Diệu, vì vậy ở kiếp này, Thẩm Diệu cũng không ngần ngại bỏ qua họ. Luôn là Tạ Cảnh Hành có vận may, nhưng nghĩ kỹ lại, điều đó cũng là xứng đáng. Tuy nhiên, khi hiểu rõ mọi đầu đuôi câu chuyện, hắn cũng không còn mặt mũi đối diện với Thẩm Diệu nữa. Nói gì đến chuyện ở bên cạnh giúp đỡ nàng, giờ đây nghĩ lại, chỉ là vì kiếp trước mà hắn cảm thấy hổ thẹn, hắn chỉ đang trả nợ. Nhưng hắn không thể đối mặt với lòng mình. Nhân duyên phức tạp này khiến lòng hắn rối bời, là nên kết thúc sai lầm này. Một số ý nghĩ từ đầu vốn không nên nảy sinh, một khi đã sinh ra, chính là sai lầm, bây giờ hắn phải tự mình chặt đứt. Hồi Hương nói, Bùi công tử, uống trước chút cháo đi. Thân thể của ngài còn cần dưỡng thêm, lát nữa Cao công tử sẽ đến giúp ngài thay kim, miễn là đã tỉnh lại, thương thế sẽ tốt dần lên. Với y thuật của Cao công tử, ngài sẽ bình yên vô sự. Bùi Lang ngừng một lúc, nói, đa tạ. Bùi công tử khách khí. Hồi Hương nói, ngài cứu mạng phu nhân, ngài là ân nhân của thân vương phủ. Làm phiền ngươi lấy giúp ta giấy bút. Bùi Lang nói, môi hắn trắng xám, ánh mắt u ám, nhưng ngữ khí lại rất kiên định. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.